Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh Tung Tăng Khám Phá của Sunny. Hiện tại thì Sunny đang đi trên đường Hùng Vương, thị trấn Gia Rai, huyện Xuân Lộc các bạn nhé. Ngày hôm nay Sunny có dịp về thăm lại thị trấn Gia Rai. Sunny cũng xin gửi đến các bạn những hình ảnh thân quen của thị trấn Gia Rai ngày nay. Và một lát nữa thì Sunny cũng ghé thăm nhà thờ giáo xứ Gia Rai. Ngôi thánh đường vừa được khánh thành vào năm 2022, là một trong những ngôi nhà thờ gỗ đẹp nổi tiếng nhất giáo phận Xuân Lộc đó các bạn. Và Sunny sẽ đi vào hồ núi Le, một hồ nước rất là đẹp và nổi tiếng tại thị trấn Gia Rai. Xin mời các bạn cùng đồng hành với Sunny nhé. Xin chào các bạn. Hiện tại thì Sunny đang có mặt tại giáo xứ Gia Rai, giáo phận Xuân Lộc. Nhà thờ giáo xứ Gia Rai nằm trên đường DT766, cách thị trấn Gia Rai khoảng 3 km thôi các bạn nhé. Nhìn từ xa các bạn có thể thấy đây là một ngôi thánh đường rất là đẹp đúng không các bạn. Bây giờ Sunny sẽ đi vào trong để quay lại những hình ảnh chi tiết để gửi các bạn xem về ngôi thánh đường này nhé. Nhà thờ được khởi công xây dựng vào ngày 28 tháng 12 năm 2018 và khánh thành vào ngày 26 tháng 5 năm 2022, tức là thời gian xây dựng chỉ hơn 3 năm thôi các bạn. Các bạn thấy cửa chính của ngôi nhà thờ bằng gỗ rất là đẹp thôi các bạn. Ngoài cửa bằng gỗ thì tường được ốp đá cũng rất là đẹp đó các bạn. Các bạn thấy những cái cột gỗ tròn rất là lớn ha. Ở Sunny đến nhà thờ vào lúc không có thánh lễ đó các bạn, nên nhà thờ không có mở cửa, nên Sunny quay từ bên ngoài thôi các bạn. Các bạn thấy kết cấu khung nhà thờ từ những cây cột rất là lớn ha. Hệ thống kèo, xà gồ cũng hoàn toàn bằng gỗ các bạn. Đây thực sự là một công trình bằng gỗ là khổng lồ các bạn. Phải nói là rất đẹp và công trình được xây dựng hết sức công phu bởi những thợ mộc rất giỏi đúng không các bạn. Nhà thờ có khoảng sân cũng rất là rộng rồi các bạn, được lát gạch cũng rất là đẹp và xung quanh thì có nhiều tiểu cảnh cũng rất là đẹp đó các bạn. Ở đây là khu vực Đại Đức Mẹ các bạn.
bên phải nhà thờ có khu vực tượng đài Thánh Cả Du Xe đó các bạn. Nhà thờ nhìn từ bên hông thì các bạn có thể thấy kiến trúc cũng rất độc đáo đúng không các bạn? Sunny vừa cùng các bạn ghé thăm nhà thờ giáo xứ Gia Rai, một ngôi nhà thờ gỗ nổi tiếng của giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Còn bây giờ xin mời các bạn tiếp tục cùng đồng hành với Sunny. Chúng ta dạo vòng quanh thị trấn Gia Rai và sẽ ghé lại tham quan hồ núi Le ngày nay như thế nào các bạn nhé. Phải nói là mỗi lần Sunny có dịp ghé lại thị trấn Gia Rai thì Sunny cảm thấy rất là vui, bởi vì thị trấn Gia Rai phát triển từng ngày với những con đường rất là đẹp, những cửa hàng kinh doanh, quán xá thì buôn bán rất là nhộn nhịp đó các bạn. Xe của Sunny đang đi qua khu vực công viên 9 tháng 4 để rẽ vào đường Trần Phú. Ở bên trái các bạn đó là khu vực chợ Ông Đồn Xuân Lộc nha các bạn. Xe của Sunny đang đi trên đường Trần Phú, thị trấn Gia Rai để chuẩn bị rẽ vào khu vực hồ núi Le đó các bạn. Một lần nữa thì Sunny cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn quan tâm theo dõi kênh Tùng Tầng Khám Phá trong suốt thời gian qua. Nếu thấy hay thì đừng quên bấm like và bấm đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của Sunny nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.
Sunny đã đi vào đến khu vực hồ Núi Le rồi các bạn nhé. Chắc các bạn ai ở Xuân Lộc thì cũng đã từng đến hồ Núi Le một lần. Ở đây là một hồ nước rất là đẹp đúng không các bạn? Ở bên kia hồ là núi Chứa Chan, một ngọn núi nổi tiếng của thị trấn Gia Rai Xuân Lộc đó các bạn. Ở nơi có chùa Gia Lào và cáp treo núi Chứa Chan, một địa điểm du lịch nổi tiếng của huyện Xuân Lộc cũng như của tỉnh Đồng Nai đó các bạn. Mùa này đang là mùa mưa nên nước của hồ Núi Le cũng rất là nhiều ha các bạn. Nhìn là mênh mông luôn các bạn ha. Các bạn có thể thấy hai bên đường là những hàng cây rất là đẹp ha các bạn. Mỗi lần Sunny về Xuân Lộc thì Sunny cũng rất thích chạy vào con đường này, bởi những hàng cây rất là đẹp và rất là mát ha các bạn. Video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu thấy hay, các bạn đừng quên cho mình một like và bấm đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của Sunny nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.